rất quen thuộc với bài hát 12 giờ qua sự thể hiện của Hà Anh Tuấn, đúng không ạ? Nhưng mà trên sân khấu sao mai đêm hôm nay không có Hà Anh Tuấn, mà chúng ta sẽ cùng đón chào Vũ Mạnh Hưng đến từ chi hội Răng Hàm Mặt Tây Bắc qua ca khúc 12 giờ. Đạp quay quay xuống phố 12 giờ. Em hẹn tôi mong mãi nhớ 12 giờ. Chưa bình tan càng nhớ nhớ một người thương. 12 giờ. Xe đạp quay quay xuống phố 12 giờ. Em hẹn tôi mong mãi nhớ 12 giờ. Chơi buổi công tác xuống phố một tình yêu. Xuống phố một tình yêu.